Việt Nam thêm 211 ca nhiễm trong nước trong 24 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới với 28 trường hợp mắc Covid-19. Phát hiện ca Covid-19 sau 5 lần âm tính là F1 của vợ, con trai và con dâu. Thứ trưởng Bộ Y tế, Việt Yên vẫn là điểm nóng về dịch, Bắc Giang cần duy trì hiện trạng 2 đến 3 tuần. 40 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch. Hoạt động trở lại nhưng vịnh Hạ Long yên tử không một bóng người. Hồng Kông và Singapore xem xét thiết lập bong bóng du lịch trong tháng 7. EU không mua bổ sung 100 triệu liều vaccine của hãng Johnson Johnson. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 sáng ngày 11 tháng 6 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế Việt Nam chiều ngày 10 tháng 6 ghi nhận 61 ca dương tính với nCoV bao gồm 59 ca trong nước và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay Như vậy, trong ngày 10 tháng 6, Việt Nam đã ghi nhận thêm 219 ca nhiễm bao gồm 8 ca nhập cảnh và 211 ca trong nước 61 ca mới chiều ngày 10 tháng 6 được ghi nhận từ số 9.724 đến 9.784 59 ca ghi nhận trong nước bao gồm tại Bắc Giang 23 ca Thành phố Hồ Chí Minh 20 ca, Bắc Ninh 12 ca, Tiền Giang và Hà Tĩnh đều 2 ca. Trong đó 57 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã phong tỏa. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca mắc tại Bắc Giang lên 3.696, Bắc Ninh là 1.227, Thành phố Hồ Chí Minh 562, Hà Tĩnh 18, Tiền Giang 3. Tổng số ca nhiễm cộng đồng tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay lên tới 6.596 ca, ghi nhận ở 39 tỉnh, thành phố. Cùng ngày, 72 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 3.708 ca. Số lượng mẫu xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 đến nay đã thực hiện được 1.899.644 mẫu, cho tổng cộng 4.034.665 lượt người. Trong tối ngày 10 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết đã phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan đến xưởng cơ khí ở Hóc Môn, và một khách sạn tại quận Tân Bình. Theo HCDC, ngày 10 tháng 6, từ hai bệnh nhân chỉ điểm bao gồm bệnh nhân số 9612 và bệnh nhân 9613 được phát hiện tại một công ty cơ khí chế tạo máy ở ấp mới 1, xã Tân Xuyên, huyện Hóc Môn, có địa chỉ cư trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đã phát hiện chuỗi lây nhiễm với số bệnh nhân được phát hiện là 28 trường hợp. Trước đó vào ngày 8 tháng 6, bệnh nhân số 9612 là cha vợ, và bệnh nhân số 9613 là con rể. Có triệu chứng sốt từ ngày 5 tháng 6 nên đến khám bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Cả hai bệnh nhân đều cư trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Bệnh nhân số 9614, cư trú tại quận Tân Bình, là em trai của bệnh nhân số 9612, cùng làm việc tại xưởng cơ khí nói trên. Do có triệu chứng bệnh nên đã đi khám tại Bệnh viện Trương Vương cùng ngày với hai bệnh nhân nói trên. Từ đây qua quá trình điều tra truy vết, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến cả 3 bệnh nhân này. Tất cả những trường hợp bệnh nhân được phát hiện sau đó đều có quan hệ trong cùng gia đình, hàng xóm có tiếp xúc gần với các bệnh nhân. Trong gia đình bệnh nhân 9612 gồm có bệnh nhân 9611 là vợ và bốn người con là bệnh nhân số 9615, 9616, 9617 và bệnh nhân 9620. Trước đó, bệnh nhân 9611 trong ngày 30 tháng 5 đã có triệu chứng sốt. Người này có mối quan hệ bà con với bệnh nhân số 9504 làm việc tại nhà bếp của một khách sạn ở quận Tân Bình. Bệnh nhân này có triệu chứng hô hấp nên đã đi khám bệnh tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vào ngày 6 tháng 6. Từ bệnh nhân 9504, ngành y tế lại phát hiện thêm hai bệnh nhân làm chung khách sạn là bệnh nhân số 9017 và bệnh nhân 9505. Như vậy, tính đến ngày 10 tháng 6, liên quan đến chuỗi lây nhiễm này đã có 28 bệnh nhân mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Các trường hợp tiếp xúc gần với các ca mắc này đã được chuyển cách ly tập trung. Các trường hợp tiếp xúc vòng 2 cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm, phong tỏa nơi cư trú của các bệnh nhân, mở rộng xét nghiệm tầm soát các hộ gia đình nơi phong tỏa. Cũng trong tối ngày 10 tháng 6, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Hải Dương thông tin về việc địa phương này vừa khi nhận thêm một ca mắc COVID-19 sau 5 lần xét nghiệm. Trước đó, bệnh nhân được xét nghiệm 5 lần đều cho kết quả âm tính. Qua truy vết, xác định vào ngày 21 tháng 5, bệnh nhân do là F1 của vợ, con trai và con dâu nên đã được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương. Kể từ ngày 21 tháng 5 đến nay, bệnh nhân cách ly tập trung và được lấy mẫu theo quy định cùng với hai cháu nội. Trong quá trình cách ly y tế tập trung, lực lượng chức năng đã 5 lần lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Gần đây, bệnh nhân đã có biểu hiện sốt cơn, có lúc 39 độ C, người mệt mỏi nhưng không đau họng, không ho, không khó thở. Kết quả xét nghiệm vào ngày 10 tháng 6 xác định bệnh nhân dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán nên đã được chuyển tới khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương để cách ly điều trị. Kính thưa quý vị, trong ngày 10 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trước khi bộ phận thường trực đặc biệt chính thức rút khỏi địa bàn tỉnh này. Theo ông Sơn, những khuyến cáo của đoàn về công tác chống dịch trên địa bàn tỉnh đã được các lãnh đạo tỉnh tiếp thu và triển khai. Ông đề xuất tỉnh quan tâm bổ sung máy xét nghiệm PCR cho bệnh viện sản nhi để thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm khi đoàn cán bộ, nhân viên viện Pasteur, nhà Trang rút đi. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục giảm quy định giãn cách tại các huyện trên toàn tỉnh từ áp dụng chỉ thị 16 sang áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ông lưu ý, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang vì đây vẫn là điểm nóng về dịch bệnh, tỉnh cố gắng duy trì hiện trạng tại huyện Việt Yên thêm 2 đến 3 tuần để bảo đảm an toàn cộng đồng, an toàn sản xuất, an toàn cho người dân. Kính thưa quý vị, theo tiểu ban điều trị Bộ Y tế các cơ sở y tế trên cả nước hiện điều trị cho 40 bệnh nhân COVID-19 tình trạng nguy kịch, hầu hết đều có bệnh nền. Trong đó có 9 ca phải can thiệp ECMO. Trong 40 ca nguy kịch, có 31 ca phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 21 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh 7 ca, tại Bắc Giang 2 ca và 1 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, có 142 bệnh nhân COVID-19 khác đang trong tình trạng tiên lượng nặng, phải thở oxy gọng kính, thở máy không xâm nhập. Trong số này, 103 ca tiến triển nặng lên. Ngoài ra, có 9 ca đang phải can thiệp ECMO là hệ thống tim phổi nhân tạo. Trong đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị 4 ca, Bệnh viện phổi Bắc Giang 1 ca, Bệnh viện phổi Đà Nẵng 1 ca là thuyền trưởng người Hàn Quốc 67 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, béo phì. Bệnh viện bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh có 2 ca đang chạy ECMO, bao gồm thanh niên 22 tuổi quê ở Long An là bệnh nhân số 7.455 phổi đông đặc như bệnh nhân 91 là phi công người Anh và bệnh nhân số 8.346 ngủ ở Tây Ninh là ca nhập cảnh chuyển vào viện ngày 4 tháng 6 trong tình trạng suy hô hấp nặng, cho đến nay tình trạng suy hô hấp chưa cải thiện. Một ca còn lại tại bệnh viện trợ rẫy là bệnh nhân số 8.944 là một công an viên ở quận Tân Phú được can thiệp ECMO từ sáng ngày 8 tháng 6 do tổn thương phổi nặng suy hô hấp. Số lượng bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng, hiện đã lên tới 562 ca. Trong đó trong những ngày sắp tới, hai ekip y bác sĩ bệnh viện trợ rẫy đang chi viện tại tâm dịch Bắc Giang sẽ rút dần về thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến 18 giờ ngày 10 tháng 6, cả nước đang điều trị hơn 6.000 bệnh nhân COVID-19 tại 107 cơ sở y tế. Bắc Giang ghi nhận số ca COVID-19 nhiều nhất với 3.696 ca. Trong đó, Bệnh viện Giã chiến số 2 Bắc Giang đang điều trị 741 bệnh nhân, nhiều nhất cả nước. Tiếp đến là Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang, 565 bệnh nhân. Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, 509 bệnh nhân. Mặc dù được phép hoạt động trở lại từ 12 giờ ngày 8 tháng 6, nhưng đến nay các khu du lịch danh thắng tại Quảng Ninh hầu như chưa có du khách đến tham quan. Chiều ngày 10 tháng 6, trao đổi với báo chí, ông Phạm Đình Huỳnh, Phó trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho hay, mặc dù được phát hoạt động trở lại đón khách du lịch từ 12 giờ ngày 8 tháng 6, nhưng đến chiều ngày 10 tháng 6, chưa có một tàu du lịch nào xuất bến. Theo ghi nhận của phóng viên, đến chiều ngày 10 tháng 6, toàn bộ khu vực cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu không có lấy một bóng người, tất cả đều yên lặng như tờ. Toàn bộ tàu du lịch đều nằm yên trong Âu Cảng. Anh Phạm Xuân Quỳnh, cán bộ kiểm soát cảng quốc tế Tuần Châu chia sẻ: Mặc dù được mở cửa, nhưng do là thời điểm giữa tuần lại chỉ đón khách trong tỉnh nên chưa có khách là dễ hiểu. Thêm nữa, khách trong tỉnh thì đã quá quen thuộc với sản phẩm du lịch của vịnh Hạ Long. Trong khi đó, một số chủ tàu cho biết, họ cũng chưa sẵn sàng cho tàu hoạt động trở lại bởi hiện nay mới chỉ được phép đón khách nội tỉnh. Theo họ, kể cả có cho đón khách ngoại tỉnh thì trong bối cảnh dịch dã phức tạp như thế này cũng sẽ không có nhiều người đi du lịch. Danh thắng Yên Tử, một trong những điểm du lịch lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh, cũng trong tình trạng tương tự. Ông Lê Tiến Dũng, trưởng ban quản lý khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho hay, từ ngày 8 tháng 6 đến nay, chỉ khoảng 20 khách mua vé tham quan đến danh thắng Yên Tử. Theo những người làm dịch vụ du lịch, việc tỉnh Quảng Ninh cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại từ trưa ngày 8 tháng 6, trước mắt đã giúp các cơ sở kinh doanh dân sinh dần hồi sinh cũng trong ngày 10 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm hoạt động dịch vụ du lịch trong trạng thái bình thường mới. Theo đó để bảo đảm an toàn tối đa nhất phòng chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động du lịch, dịch vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cùng với thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 gộp mẫu cho người lao động tại đơn vị và toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vận tải như xuất ăn, giặt là, cung cấp thực phẩm, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc theo nguyên tắc hàng tuần phải xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% số người lao động của đơn vị và xét nghiệm toàn bộ cho người lao động tham gia cung ứng dịch vụ hàng hóa của các đơn vị liên quan. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 22 giờ ngày 10 tháng 6 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận gần 175,3 triệu ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, hay còn gọi là COVID-19. Trong đó có gần 3,8 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là gần 158,8 triệu người. Tình hình dịch bệnh ở châu Á vẫn diễn biến phức tạp với số ca nhiễm và tử vong mới tiếp tục gia tăng. Trong đó, Indonesia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày 10 tháng 6 ở mức cao nhất kể từ ngày 26 tháng 2 với 8.892 ca. Mông Cổ có số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục với 1.460 ca. Malaysia thêm 5.671 ca nhiễm mới và 73 ca tử vong. Campuchia với 11 ca tử vong và 426 ca nhiễm mới. Trong khi Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong mới cao kỷ lục với 6.148 ca. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại Singapore đã có tiến triển tích cực với số ca lây nhiễm trong cộng đồng được ngăn chặn và số ca nhiễm mới giảm mạnh. Giới chức Singapore quyết định sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội theo hai giai đoạn, bắt đầu từ ngày 14 tháng 6. Theo đó, giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 14 tháng 6, cho phép tụ tập từ 2 lên 5 người. Mỗi gia đình được tiếp 5 khách một ngày, tăng công suất đón tiếp tại các điểm du lịch, bảo tàng, thư viện từ 25% lên 50% cũng như nâng số người được phép tham dự các hoạt động xã hội khác. Nếu như tình hình vẫn trong tầm kiểm soát sau khi mở cửa kể từ ngày 14 tháng 6, giai đoạn 2 sẽ được áp dụng từ ngày 21 tháng 6. Theo đó sẽ cho phép nối lại các hoạt động ăn uống tại chỗ, ở các nhà hàng, trung tâm ăn uống, tối đa 5 người trên một nhóm, duy trì khoảng cách 1 mét giữa các nhóm. Các hoạt động thể thao đòi hỏi phải tháo khẩu trang, các lớp học thêm, gia sư sẽ được nối lại. Tuy nhiên yêu cầu làm việc tại nhà vẫn được duy trì để giảm rủi ro. Song song với việc nới lỏng giãn cách xã hội từng bước, Singapore tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng và chiến dịch xét nghiệm phòng ngừa. Trong ngày 10 tháng 6, Singapore chỉ ghi nhận 4 ca mắc mới, mức thấp nhất trong ngày trong gần 4 tháng vừa qua. Trong khi đó, chính phủ Singapore và chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông thông báo sẽ xem xét kế hoạch thiết lập bong bóng du lịch trong tháng 7 tới, sau khi kế hoạch này bị hoãn lại lần thứ hai trong tháng 5 vừa qua, do số ca mắc COVID-19 đã gia tăng đột biến tại Singapore. Chính phủ Singapore cho biết tình hình dịch bệnh tại nước này đã ổn định trong những tuần gần đây khi số ca nhiễm trong cộng đồng và những ca nhập cảnh đang có chiều hướng thuyên giảm, trong khi tình hình dịch bệnh ở Hồng Kông vẫn ổn định. Dự kiến, hãng Cathay Pacific và Singapore Airlines là những hãng hàng không thực hiện các chuyến bay đầu tiên trong khuôn khổ của chương trình này. Tại châu Âu, các quan chức Liên minh châu Âu EU cho biết, khối này đã quyết định không chọn mua bổ sung 100 triệu liều vaccine của hãng Johnson Johnson và nếu có đặt hàng thì sẽ cân nhắc dùng số vaccine này để viện trợ cho các nước nghèo. Quyết định trên được đưa ra sau khi xuất hiện một số vấn đề về nguồn cung và an toàn của vaccine này. Các cuộc thảo luận trong EU đã cho thấy niềm tin giảm đối với loại vaccine chỉ tiêm một liều duy nhất này, dù ban đầu được ca ngợi là đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực tiêm phòng thành công ở châu Âu. Trong khi đó, người phụ trách khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Hans Kluge cảnh báo, châu Âu chưa qua cơn nguy hiểm, dù số ca nhiễm và tử vong mới trong dịch COVID-19 đang giảm trên toàn châu lục. Đồng thời kêu gọi người dân di chuyển có trách nhiệm trong kỳ nghỉ hè. Theo ông Kluge, biến thể Delta xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ rất đáng lo ngại, đồng thời nhắc nhở rằng các nước cần rút ra bài học từ đợt bùng phát số ca trong mùa hè năm ngoái, ngay cả khi các chiến dịch tiêm phòng hiện đang được đẩy nhanh khắp khu vực. Theo ông, đến nay chỉ có 30% dân số khu vực châu Âu được tiêm liều vaccine đầu tiên, và điều đó là chưa đủ để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới. Trong 2 tháng vừa qua, số ca nhiễm, tử vong và nhập viện mới tại châu Âu đều đã giảm, cho phép 36 trong số 53 quốc gia bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Số ca nhiễm ghi nhận trong tuần trước là 368.000 ca, tương đương với 1 5 số ca nhiễm hàng tuần ghi nhận trong thời kỳ đỉnh dịch vào tháng 4 năm 2020. Còn Nga đã quyết định nối lại các chuyến bay tới các nước Áo, Hungary, Liban, Luxembourg, Mauritius, Maroc, Croatia, cũng như các chuyến bay thuê bao đến Albania. Trong thời gian đầu, các tuyến bay đến Hungary, Mauritius, Maroc sẽ phục vụ hai chuyến trên một tuần, trong khi các tuyến bay đến Áo, Liban, Croatia và Albania sẽ phục vụ một chuyến một tuần. Trước đó Nga đã ngừng các chuyến bay thông thường và bay thuê bao từ ngày 27 tháng 3 năm 2020 để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, ngoại trừ các chuyến bay chở hàng xuất khẩu, thư tín, cứu thương và hỗ trợ nhân đạo. Thưa quý vị, bản tin Covid-19 sáng ngày 11 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.